Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem là điện năng thì ta biết rồi là nó có thể biến đổi thành rất nhiều năng lượng khác nhau trong cuộc sống. Chúng ta không quan tâm ở trong bài hôm nay. Cái ta quan tâm ở bài hôm nay đó là cái trường hợp mà điện năng được biến đổi thành nhiệt năng như thế nào. Trường hợp đầu tiên, nếu xét một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng thì trong trường hợp này thì điện năng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng và một phần năng lượng là năng lượng ánh sáng. Ví dụ như chúng ta có thể quan sát thấy là nếu chúng ta cho dòng điện đi qua một cái sợi dây điện trở đó và có cường độ đủ lớn thì sợi dây này nó sẽ nóng lên và đồng thời nó có màu đỏ đỏ. Còn nếu tiếp tục tiếp thì nó sẽ đỏ hơn nữa. Và bây giờ thì cái bếp điện mà kiểu cổ ngày xưa thì bây giờ nó tuyệt chủng rồi. Nhưng ngày xưa thầy hoặc là thế hệ như thầy còn nhỏ ấy, thì chúng người dân Việt Nam hay dùng cái dây may xo, tức là một sợi dây điện trở được quấn như cái lò xo của rút bút bi ấy. Xong rồi thì để trên một cái đế thì bằng là đất nung mà nó ngoằn nghèo run rế như thế này đó. Thế xong đó thì trên đó ta có đặt nồi, ta cho điện đi qua và sợi dây đấy nó sẽ nóng sáng lên và ta nhìn thấy luôn, nó chuyển sang màu đỏ đó. Thì trong trường hợp này một phần điện năng đã được chuyển hóa thành nhiệt năng và ta nhìn thấy nó màu đỏ mà, thì đấy chính là năng lượng ánh sáng.